Xin chào quý khán giả đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 28 Tết, chúng tôi sẽ phát khung chương trình những số đặc biệt của Tết Tân Sửu. Trong đó sẽ gửi đến quý vị những phóng sự về ngày Tết, những lễ hội xuân tại Cao Bằng và gợi ý cách làm một số món ngon cho dịp Tết. Thưa quý vị, không chỉ làm việc ngoài giờ vào cuối năm dương lịch, nhân viên ngân hàng còn phải làm ngoài giờ vào những ngày giáp Tết Nguyên đán mới có thể giải quyết được khối lượng công việc khổng lồ của những ngày này. Nhìn vẻ bề ngoài ăn diện đồng phục lịch sự, trang trọng, nhưng nếu không làm trong ngành ngân hàng, sẽ rất ít người biết được nỗi vất vả của nhân viên ngân hàng trong những ngày cuối năm. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng đến với không khí của những ngày làm việc cuối cùng tại các ngân hàng trong thành phố Cao Bằng. Vào những ngày cận Tết, vì nhu cầu tiêu dùng cũng như trao đổi tiền của người dân tăng lên, nên vì thế nhiều ngân hàng luôn trong tình trạng quá tải. Theo quan sát của phóng viên, tại ngân hàng BIDV, lượng khách đến ngồi chờ giao dịch tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Do tình hình dịch bệnh, người dân vẫn chấp hành quy định về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xếp hàng ngồi chờ khi đến lượt. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, một số vị khách đã không thể chờ đến lượt mình mà phải ra về trước. Thời điểm này thì là gần đến cận kề cái Tết Tân Sửu năm 2021 rồi, thì trong quá trình một năm qua thì tôi cũng dành dụm được một chút tiền, thì cũng là cuối năm thì cũng muốn là rút về một chút để trang trải, mua sắm một số để trang trí nhà cửa, rồi là có một ít lì xì cho các cháu trong cái ngày xuân này. Thấy là từ nãy tôi đến thì cũng hôm nay cái lượng người đến rút tiền là khá đông, thế nhưng mà ở đây thì nhân viên phục vụ thì nhiệt tình và cũng hướng dẫn về cách cái ngồi giãn cách để tránh phòng tránh cái dịch Covid-19. Thời điểm này thì đúng là ai cũng bận rộn, nhưng mà nhân viên của ngân hàng này thì tôi thấy là họ làm việc rất là cần mẫn. Trong cái giao tiếp thì họ thấy là rất là vui vẻ, không có một cái là cảm thấy tỏ ra khó chịu hay gì cả. Không chỉ có nhu cầu giao dịch tại ngân hàng, đối với những món tiền nhỏ hơn, người dân lựa chọn rút tiền tại các cây ATM, khiến cho các ngân hàng phải liên tục đổ tiền đáp ứng nhu cầu người dân. Vào thời điểm cuối năm ấy, thì cái việc cái cây ATM phục vụ cho khách hàng ấy, thì không những là chỉ là phục vụ cho khách hàng tại địa bàn mà còn phục vụ cho tất cả các khách hàng mà có đi lại trên địa bàn nữa. Nghĩa là đơn vị thì cũng đã lãnh đạo cũng đã triển khai và cũng chỉ đạo những cái bộ phận liên quan. Thứ nhất là về cái tần suất tiếp quỹ thì nó cũng tăng hơn so với mọi ngày là tần suất lên là 2 lần, và cái số lượng tiền để tiếp vào cái ATM thì lúc nào nó cũng ở cái hạn mức là cao nhất. Làm ngân hàng vẫn được ví vui là nghề buôn tiền, làm việc với số tiền và các con số. Rủi ro lớn nên lúc nào họ cũng phải tập trung cao độ và cẩn thận. Hơn nữa, thời gian và cường độ làm việc luôn ở mức rất cao, công việc không lúc nào ngơi nghỉ vì khách hàng nhiều. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, khối lượng giao dịch tăng đột biến, chuyện tăng ca là bình thường. Với cái số lượng cán bộ trong đơn vị thì ngoài cái việc là thực hiện theo đúng như là thời gian lao động thì cũng cần phải tăng cường và làm thêm. Bởi vì là như các bạn cũng biết rồi, nghĩa là bởi vì là cán bộ làm ngân hàng thì vào cái giai đoạn này thì hầu hết là ở các bộ phận đều là các cán bộ trẻ và cũng con nhỏ. Thế cho nên là để mà các bạn sắp xếp được cái thời gian dành cho cái công việc ấy thì nó cũng, đấy là cũng một cái sự cố gắng, nỗ lực của các bạn đấy. Và cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của bên ngân hàng nhà nước và cũng là theo sự nói chung và sự chỉ đạo của ban lãnh đạo nói riêng của tại đơn vị, thì cũng luôn luôn là đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng ấy. Giáp Tết là thời gian thanh toán cho các hợp đồng, chi trả lương cho nhân viên phải được các đơn vị nhanh chóng giải quyết. Chị Đinh Thị Hoài, khách hàng thân thiết của ngân hàng, với công việc kế toán, chị Hoài cho biết thường xuyên phải đến ngân hàng giải quyết các vấn đề tài chính.
từ ngày 22 âm đến ngày 28 âm, ngày nào chị cũng phải làm thủ tục giao dịch tại ngân hàng cho công ty. Hôm nay tôi đến đây để giao dịch với ngân hàng, thứ nhất là rút tiền mặt để thanh toán nhân công. Hai nữa là chuyển tiền để thanh toán nợ với các đối tác, bởi vì thường là cuối năm thì bên xây dựng chúng tôi thì tiền mới có dòng tiền vào tài khoản ấy. Nên là thường hay bận rộn vào những ngày giáp Tết như thế. Thì đấy, đến cái dịp như thế này thì rất là đông, mà tôi ngồi đợi từ nãy hình là gần đến 30 phút, gần một tiếng không phải 30 phút. Đấy, nên là thời gian mà bây giờ cũng phải chấp nhận thôi, ngồi đợi thôi. Ngày Tết thì mọi người ai cũng bận rộn mà. Nhân viên ở đây thì tạo điều kiện cho khách hàng để giải quyết một cách nhanh chóng nhất, nhưng mà cái tốc độ, cái lượng khách hàng đông quá cuối năm ấy. Một trong những công việc cuối năm bận rộn nhất của ngân hàng là vấn đề giao dịch chi lương, thưởng cho các cơ quan doanh nghiệp. Con số thì nhiều, chỉ cần một sai sót là hệ thống sẽ phải chịu thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề. Vì thế mọi người đều làm việc hết sức tập trung. Về cái mảng đổ lương ấy, thì hiện nay Vietinbank đổ lương cho khoảng hơn 70 đơn vị là tổ chức và khoảng hơn 20 đơn vị là cá nhân. Vào cái dịp cuối năm Tết cổ truyền này thì những cái nhu cầu về thanh toán và đổ lương thưởng cho người dân để ăn Tết nó rất là nhộn nhịp. Thường là các đơn vị sẽ đổ 2 tháng lương, cho nên là cái khối lượng của công việc của ngân hàng cũng rất là cao và cường độ cũng rất là mệt. Ngoài những cái công việc như là đổ lương thì cán bộ ngân hàng, đặc biệt là cái bộ phận giao dịch thì là còn đáp ứng rất là nhiều nhu cầu khác của người dân, nhu cầu thanh toán nó rất là cao, và cho nên là các bạn thì cũng rất là vất vả trong những ngày này, đi sớm về muộn, và cái khối lượng giao dịch thì là lớn. Như các em có thể thấy là đến giờ phút này thì bộ phận giao dịch mình vẫn chưa hết khách và cái khối lượng và công việc phía sau cũng vẫn còn rất là nhiều. Sáu giờ tối, khi cánh cửa ngân hàng đã kéo xuống từ lâu, nhưng những nhân viên ở đây vẫn cặm cụi làm việc, giải quyết những giao dịch trên hệ thống. Không có thời gian ăn cơm, họ phải mua tạm đồ ăn đến cơ quan để lót dạ, rồi lại tiếp tục làm việc. Mình bắt đầu giao dịch từ 7:30 và kết thúc buổi sáng là vào 12:15. Thì đối với mình thì khi mà cánh cửa này bật lên ấy thì khách hàng đã vào giao dịch luôn, nên là nhiều lúc là để đứng lên làm một cái gì đó cũng rất là khó. Một ngày thì khách hàng rất là nhiều giao dịch, rút tiền mặt, chuyển tiền, ngày cuối năm thì nhận thanh toán cho các đơn vị, rồi là họ thanh toán hàng hóa, nên là lượng đến rất là đông. Còn về thời gian về thì rất là muộn, thì về thì đa số thì vợ và con ăn cơm xong hết rồi đấy, thì còn mỗi mình ăn cơm sau thôi. Nhưng giao dịch viên ấy thì chỉ ngồi thôi, ngồi một chỗ và ngồi chỗ và giao dịch với các khách hàng, thì thảo với nghỉ ngơi đi lại khoảng 5-10 phút thì ông lại vào giao dịch tiếp đấy. Mặc dù bận rộn như vậy, luôn phải cười nói, lịch sự với khách hàng, thật tỉnh táo với những con số, nhưng họ vẫn có suy nghĩ rất tích cực và chia sẻ với nhau giữa những người đồng nghiệp.
khách hàng đến với ngân hàng là một niềm hạnh phúc. Đến thì làm cho, nói chung là nguồn thu của ngân hàng ấy thì từ từ là khách hàng thôi. Và nếu như khách hàng vui thì mình cũng mới vui được. Công việc nào cũng có áp lực hết. Chẳng qua là mình phải biết phù hợp, cân bằng giữa cuộc sống, gia đình và công việc. Cái nghề này nó là nghề của mình rồi thì cũng phải nhờ gia đình thông cảm. Con nhỏ, ai cũng có con nhỏ thôi, nhưng mà gia đình là điểm tựa để mình cố gắng hơn. Vâng, như các bạn cũng thấy rồi, bọn mình tầm tuyết 5 giờ này là các bạn ai cũng đều mệt hết rồi. Và thật sự là rất mệt, nên là bọn mình cũng thường có phải gọi đồ về để cùng nhau chia sẻ những cuối ngày, có những tâm tư gì là cũng đều cùng nhau chia sẻ hết. Mình rất là đồng cảm với chị em, nhiều lúc mình cũng chủ động để giúp chị em, cho chị em có thể là linh động, có thể công việc thì có thể về trước. Mình cũng biết là khó khăn của họ mà. Đấy, khó khăn của họ là còn chồng con này, còn cơm nước con cái cho mẹ chồng dâu nữa. Đấy, rất là khó khăn. Công việc phòng nào cũng bận cả, nhưng họ vẫn san sẻ, hỗ trợ một số công việc cho nhau. Những người có gia đình, con nhỏ có thể được ưu tiên hơn một chút. Một số chị em chưa có gia đình nhưng vẫn hoàn toàn thông cảm cho các đồng nghiệp khác. Có mặt ở nhà lúc 9 giờ tối đã là thời gian biểu quá quen thuộc với Trà My, nhân viên trẻ mới vào làm việc tại đây. Những người nhân viên ngân hàng như mình ý, thì mới cảm thấy là có một chút không khí Tết. Nên lúc như thế này thì thực sự là hồ sơ thì rất là nhiều và với một quyết toán nữa. Cho nên là thường ở ngoài đóng cửa giao dịch là từ 5 giờ 45 rồi. Thế nhưng bọn mình thì tầm khoảng 9-10 giờ, có khi là đến 11 giờ thì mọi người mới được về. Thực sự là như mình thì là chưa có gia đình ý, nên là mình có thể có thời gian cống hiến nhiều hơn. Như các chị thì là các anh các chị trong gia đình trong cơ quan ấy thì đã có gia đình rồi, nên là đến giờ thì lại phải về tranh thủ là cho con ăn này, rồi cho nấu ăn cho gia đình, xong rồi đến tầm 8 giờ lại quay lại để làm ấy, thực sự là cũng rất là vất vả. Thế nhưng mà cũng được gia đình thông cảm, nhưng còn như mình thì chưa vướng bận gì, cho nên là có khi nhiều lúc cũng ngồi một mạch từ trưa phát đến tối này luôn. Tức là toàn bỏ bữa, mà mỗi khi mà đi về ấy, thì lại không có hàng quán nào ăn, hôm nào cũng phải mì tôm suốt ngày cuối năm như thế này. Nhiều người hỏi tại sao mức lương thưởng của nhân viên ngân hàng lại cao hơn so với những ngành nghề khác. Nhưng cũng phải đồng tình rằng đằng sau đó là một chặng đường dài cống hiến, nỗ lực. Họ nhận được mức thưởng xứng đáng với công sức lao động miệt mài trong năm qua. Dịp cuối năm, công việc nào cũng bận rộn và áp lực. Song đó là niềm hạnh phúc trong lao động, khi bạn sẽ được hưởng những thành quả cho những nỗ lực của chính mình. Mong rằng quý vị sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe để tiếp tục lao động và cống hiến. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả cùng tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và cùng thưởng thức những câu hát dân ca Tày ngọt ngào vùng biên viễn Cao Bằng. Cao Bằng được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Theo dòng chảy của thời gian, người dân nơi đây đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng với nhiều thể loại đặc sắc, trong đó có hát then, múa chầu, phong slư. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền non nước. Bắt nguồn từ cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, dân ca được hình thành để rồi trở lại phục vụ nhu cầu tinh thần của con người, và nó luôn song hành với lịch sử của dân tộc. Cả quá trình hơn 521 năm trường tồn và phát triển của Cao Bằng đã tạo nên văn hóa dân ca các dân tộc Cao Bằng dày tầng, phong phú và đa dạng như một vườn hoa xuân sắc, ngát hương. Bắt nguồn từ cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, dân ca được hình thành để rồi trở lại phục vụ nhu cầu tinh thần của con người, và nó luôn song hành với lịch sử của dân tộc.
Cả quá trình hơn 521 năm trường tồn và phát triển của Cao Bằng đã tạo nên văn hóa dân ca các dân tộc Cao Bằng dày tầng, phong phú và đa dạng như một vườn hoa xuân sắc ngát hương. Một mùa xuân lưỡi lại về trên khắp quê hương, bên mái nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, những cây đào, cây mận, cây mơ đang bung nụ khoe lộc. Không gian làng bản thanh bình, tiếng đàn tính, làn điệu then giặt dìu thật đàm thắm, thiết tha. Trải hội vui xuân, đồng bào Tày miền non nước không thể thiếu đàn tính, điệu then để cùng nhau cầu chúc cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, nhà nhà no đủ, người người khỏe mạnh. Những lời ca ngọt ngào, lắng sâu như góp phần vẽ lên mùa xuân. Những câu hát lời cổ, lời mới của các làn điệu, then, phong slư mang đậm bản sắc truyền thống. Người Tày ở Cao Bằng yêu văn nghệ, dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đồng bào đều có thể cất lên tiếng hát. Những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống của người Tày đang được bảo tồn, phát triển, trong đó có sự đóng góp của các đội văn nghệ. Thành lập năm 2017, có trên 10 thành viên, Phân hội Bảo tồn Dân ca xã Nam Tuấn, huyện Hòa An đã trở thành mái nhà chung của những người yêu dân ca trên địa bàn. Ở đây, không những tạo không khí vui tươi, giúp các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, mà còn góp phần lan tỏa các làn điệu dân ca truyền thống, bởi từ xa xưa, nơi đây cũng là mảnh đất góp phần nên sự hình thành và phát triển của các làn điệu dân ca của dân tộc. Từ nhỏ là tôi rất là đam mê những môn là làn điệu dân tộc, những cái làn điệu ví dụ như là then tính với lại các làn điệu dân ca của dân tộc mình. Tôi thì còn nhỏ thì tôi cũng được đi xem văn nghệ, văn công của những tỉnh nhà về diễn ở xã nhà thì tôi cũng đi xem và tôi cũng đam mê từ đó và tôi cũng là tự học hỏi mày mò và biết đánh đàn tính, là từ đó là tôi cũng đi tham gia đội văn nghệ huyện, có ở những cái chương trình thì đi biểu diễn thì mời chúng tôi cũng tham gia. Đến với bản Bắc Ban, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, trong thời tiết se lạnh, sương bảng lạng, chợt vang lên điệu then, tiếng đàn tính cuốn hút các thành viên Phân hội Bảo tồn Dân ca xã Nam Tuấn. Những người phụ nữ gác lại mọi công việc, tạm quên đi những mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Họ cùng nhau cầm đàn, cất những câu hát then mộc mạc mà đắm say lòng người. Những các cô tham gia vào đội văn nghệ Hội Bảo tồn Dân ca này là các cô cũng là đam mê đàn then ca hát, xong là cũng là muốn bảo tồn bản sắc dân tộc của mình. Trong tham gia thì các cô cũng đem lời ca tiếng hát đi đến ai mời thì các cô cũng đi giao lưu với lại đi diễn các huyện có chương trình đàn then ca hát nào là mời các cô là các cô cũng nhiệt tình phục vụ đi tham gia hết ạ. Cô thì tâm đắc những làn điệu then tính của dân tộc của mình với lại các làn điệu dân ca đều là bảo tồn của dân tộc của mình hết. Đặc biệt là những làn điệu phong sư này, Việt Lan này, nàng ới này, xong là những điệu nàng hai này, giá hai. Thế hệ những các cô cũng bây giờ cũng có tuổi rồi, cô cũng mong muốn các thế hệ trẻ bây giờ cũng tiếp cận theo các cô. Các cô mong muốn là như thế để khỏi dân tộc của mình là khỏi mai mọt đi. Cái phong trào văn nghệ của xã Nam Tuấn thì có rất lâu rồi. Đấy, từ cái ngày mà cải cách vùng đất và các làn điệu thì có rất nhiều. Đấy, thì cụ thể như là trước kia thì dùng những cái làn điệu như là Hà Liều cũng dùng nhá. Rồi thì Phong Sư, dân tộc mình là Phong Sư. Thế xong là Vượt Lần. Thế rồi thì Giả Hai. Đấy, rồi thì Hoàng Giả. Đấy. Có như là nhiều cái làn điệu của nói chung là dân tộc bây giờ ở vùng này là đổi văn nghệ lúc bây giờ thì hoàn toàn dùng như thế này. Đấy, hay là tuồng tàu, trước kia dùng cái tuồng tàu trước. Đấy, nhưng về sau là cái tuồng tàu là ít
Trước kia là sử dụng những cái tác phẩm như là chuyện cũ đấy của các cụ để lại, như là Tống Chân Cúc Hoa hay là Ngọc Hoa của đấy, Ngọc Hoa Phạm Tài đấy, rồi thì Mỹ Châu Trọng Thủy hay là đấy, những cái kia là cái này là hay là Nhị Độ Mai chẳng hạn đấy. Trước kia là đây thì mỗi dân tộc đều có những làn điệu dân ca của riêng mình. Đó là báu vật tinh thần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên. Những làn điệu dân ca cùng với dân vũ làm cho cuộc sống của con người phong phú, đẹp lên, cho dù đôi khi cuộc sống vật chất vẫn còn khó khăn. Cũng giống như những làn điệu dân ca của dân tộc khác, hát then, hát lượn, phong slư ra đời từ chính lao động, cuộc sống thường ngày và tình cảm tự nhiên giữa người với người và tình yêu với thiên nhiên. Vì thế, nội dung bài hát là những lời ca về tình yêu cuộc sống, tình yêu lao động, tình yêu đôi lứa và cả những nét độc đáo trong văn hóa của dân tộc. Với bà con người Tày, hệ thống dân ca rất phong phú. Lời ca trong tiếng hát của họ giản dị nhưng lại ẩn chứa nhiều ý tứ, nhất là khi người nam và người nữ hát giao duyên tìm bạn. Những câu hát giao duyên ngọt ngào dẫn lối trái tim của các chàng trai, cô gái. Để rồi từ đó, nhiều chuyện tình được đâm chồi nảy lộc, kết trái ngọt trăm năm. Đối với các làn điệu dân ca, cái giá trị của nó phải nói là chúng ta không thể tả như thế nào được. Nhưng tôi chỉ biết rằng mỗi lần về quê, mỗi lần ở các chợ hội, chúng ta nghe làn điệu dân ca đó là ở xa thì nhớ về quê hương, ở gần thì chúng ta trong lòng cảm thấy hồi hộp, bâng khuâng, yêu đời, yêu bạn, yêu bè. Và nó toát lên những cái gì đó đẹp nhất của con người cũng như là sắc cảnh quê hương qua những cái làn điệu dân ca, qua những cái lời ca của đôi bên cùng giao duyên, bên này hát, bên này đối đáp, thì nó toát lên một cái gì đó cùng nhau yêu đời, xây dựng quê hương ngày càng lớn mạnh. Tôi nghĩ là cái giá trị dân ca thì nó ở nhiều cái khía cạnh, nhưng trong đó là không ai là con người sinh ra và lớn lên ở những vùng quê đặc biệt ở Cao Bằng đều yêu quê hương của mình và yêu những làn điệu dân ca của mình, mãi mãi theo chúng ta về đâu đến đâu vẫn nhớ về quê hương và theo chúng ta là những điệu lượn, điệu si của mình. Okay. Dân ca Cao Bằng là kho báu đồ sộ, quý hiếm, mang tâm hồn, bản sắc văn hóa của quê hương. Mỗi dân tộc lại có dân ca đặc trưng của mình, như những đóa hoa tươi thắm tạo nên vườn hoa dân ca của tỉnh rực rỡ, đậm đà, hương sắc. Chúng ta tự hào và trân trọng vì có được kho báu đó do ông cha để lại. Thấu hiểu điều này chính là động lực để chúng ta quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Mùa xuân, mùa lễ hội dân gian truyền thống. Trong chương trình Cao Bằng ngày mới các số Tết Tân Sửu 2021, xin giới thiệu một số lễ hội dân gian độc đáo, giàu bản sắc và phản ánh sinh động đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, non nước Cao Bằng. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về lễ hội Nàng Hai. Hiện nay Cao Bằng còn hai vùng bảo tồn khá nguyên vẹn lễ hội Nàng Hai của người Tày tại xã Tiên Thành, Quảng Hòa và xã Kim Đồng, Thạch An. Lễ hội Nàng Hai của người Tày tại xã Tiên Thành đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Nàng Hai của người Tày ở xã Kim Đồng được tổ chức 2 năm một lần vào cuối tháng 3 âm lịch. Lễ hội phản ánh tín ngưỡng của người Tày. Họ quan niệm trên trời có mẹ trăng và có 12 nàng tiên, gọi là Nàng Hai, là con của mẹ trăng, chuyên lo việc đời sống, mùa màng cho người dân dưới trần gian. Lễ hội Nàng Hai có ý nghĩa là tục lệ cầu mùa, với các đêm hát sướng để mời các nàng hai ở trên trời xuống vui hội trần gian và giúp người dân trong công việc đồng áng, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sinh sôi nảy lộc. Lễ hội Nàng Hai là lễ hội độc đáo nhất, thời gian kéo dài nhất với những nét văn hóa giàu bản sắc qua nghi lễ, ẩm thực, văn hóa dân gian thu hút người dân tham gia. Lễ hội diễn ra với đầy đủ nghi lễ truyền thống, bắt đầu từ lễ đón nàng hai nàng trăng, lễ cầu nàng hai và lễ tiễn nàng hai được bà con tổ chức từ ngày 30 tháng Giêng đến ngày 22 tháng 3 âm lịch. Mời mẹ trăng xuống trần gian giúp dân việc đồng áng, cầu phúc cho dân bản, lời đưa tiễn các nàng trăng về trời, hẹn năm sau lại mời các nàng xuống thăm trần gian.
Tham gia lễ hội có mẹ Trăng, người phụ nữ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, thành đạt, hát giỏi, được bà con lựa chọn. 24 cô gái đóng vai các nàng tiên, trong đó chọn ra 2 cô gái tài sắc, chưa chồng để đóng vai 2 chị em Trăng. Trong các nghi lễ xuyên suốt lễ hội, họ hát múa các làn điệu cổ của dân tộc Tày như Lượng Sương, Hát Giá Hai, Phong Sư. Đối với người miền Bắc, đặc biệt là Cao Bằng thì ít ai biết đến chè con ong. Mùa nào thức ấy, các bà mẹ quê miền Trung Du từ khi còn là con gái đến khi về già vẫn chắt chiu giống lúa nếp cao cây, vừa thơm vừa dẻo để sau vụ mùa xay giã dần sàng nấu món chè con ong. Theo tục lệ nơi đây, mỗi khi có đứa trẻ con mới ra đời, các cụ bà lại nấu chè con ong để cúng mụ. Vào những dịp mồng 1, ngày rằm hay Tết Nguyên đán, trên mâm lễ cũng không thể thiếu món chè thơm ngon dân dã này. Mời các bạn cùng học cách nấu chè con ong dẻo ngon, ấm nồng vị gừng, thơm lừng mùi đường mật, ngọt ngọt cay cay rất hấp dẫn. Chuẩn bị nguyên liệu: 300g gạo nếp, 150g đường mật hoặc đường thốt nốt, 1 củ gừng, 80ml nước, 1 ít vừng trắng chín. Cách làm chè con ong. Bước 1, gạo nếp vo sạch rồi cho vào nồi cơm điện, thêm một xíu muối rồi đổ nước vào ngập mặt gạo, đậy vung và nấu cho sôi chín mềm, hoặc bạn cũng có thể ngâm gạo rồi đem hấp cho sôi chín đều là được. Bước 2, gừng đem cạo sạch vỏ rồi thái nhỏ, thêm 80ml nước cho vào máy xay sinh tố, đậy nắp rồi xay nhuyễn hỗn hợp, đổ ra và lọc qua dây lấy nước cốt gừng. Bước 3, bạn cắt nhỏ đường mật cho vào chảo rồi thêm nước cốt gừng. Bật bếp nấu cho hỗn hợp sệt, sôi lên từ 1 đến 2 phút khi đường mật tan hoàn toàn. Bước 4, giờ bạn có thể cho tất cả chỗ sôi vừa nấu chín vào cùng, đảo đều cho sôi bám vào đường mật. Lúc này bạn để nhỏ lửa và đảo đều cho hạt sôi tơi ra. Đảo liên tục trong khoảng từ 1 đến 2 phút, cho nước mật rút hết vào sôi, hạt sôi sẽ căng mọng, quyện dính vào nhau thì tắt bếp. Bước 5, để cho chè con ong nguội bớt, sau đó bạn múc sôi vào bát rồi nén nhẹ, đặt một cái đĩa lên trên, sau đó úp xà đĩa, rắc vừng trắng lên trên. Vậy là bạn đã có hoàn thành món ăn chè con ong rồi. Vậy là bạn đã hoàn thành xong món chè con ong rồi. Chè con ong dẻo ngon, ấm nồng vị gừng, thơm lừng mùi đường mật, ngọt ngọt cay cay, thưởng thức cùng tách trà sen nóng hổi thì tuyệt vời hơn. Ở vùng quê Trung Du Phú Thọ, người ta gọi món này là chè con ong, không phải để phân biệt với chè đậu đen, chè đậu xanh, mà bởi hình thức, màu sắc lẫn vị ngọt của chè. Những hạt gạo nếp khi nấu xong bóng bẩy, thon thon như thân con ong. Màu của chè thì lại nâu sẫm như màu của con ong, nên người dân nơi đây từ bao đời nay vẫn gọi món chè này với cái tên bình dị, chân chất quê mùa, chè con ong. Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách nấu chè con ong thơm ngon, ấm áp này. Thưa quý vị, Tết là sum họp, Tết là dịp để tất cả mọi thành viên dù ở đâu cũng trở về với gia đình. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Vật đổi, sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Mời quý khán giả cùng đến với ca khúc Đi Về Nhà của Just Dirty và Đen Vâu. Đêm vâu, đi về nhà, lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thì thường lấp lánh, còn đêm thành thì thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài, nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy anh tin. Bước chân
ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Mang theo bao nao nức lên trên xe này, cho một niềm thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng người trên phố mang sắc mang đường đào tìm về nơi ấm áp. Vườn nhiều chó nhiều gà, đáng mang nói con khó chịu mà lại thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Cầm cùi cả đời, không bao giờ thấy than vang. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Hết vang, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chênh vênh đi về nhà. Không có việc gì, vậy thì đi về nhà. Không có việc gì, vậy thì đi về nhà. Thưa quý vị, dù chúng ta có như thế nào, thành công hay thất bại, thì có một nơi vẫn luôn chờ đón ta mà không cần bất cứ lý do gì. Đi về nhà. Đến đây, chương trình Cao Bằng ngày mới của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.